Ok, xin chào cả nhà. Đồng Quản số Hải Phòng xin tiếp tục gửi đến toàn thể các khách hàng đặt ra vẫn là dòng sản phẩm quản lượng nhựa thương hiệu Toshiba anh em nhé. Dòng này thì em hay hơn nhiều, anh em gọi là tô đế đế vuông, cái đế là hình vuông vuông anh em nhé. Dòng này thì được rất là khỏe, phải cánh size 30 và chiều cao là 85 cm. Bên mình đã đổi nguồn 220V rồi. Cái này thì bên mình đánh giá nó đẹp khoảng tầm 85% các bạn nhé. Đấy, giá tại thời điểm này 1.400.000 cộng ship các bạn. Trên đế còn tương đối đẹp, chưa bị sơ sát nhiều các bạn nhé. Hệ thống phím số lồi này, đấy, mã chrome, phím tung năng phần hiện giờ, phím lên xuống các bạn nhé. Trên đế còn tương đối không quá xấu nha. Đây là cho là mặt nhôm các bạn nhé, đế nhựa mặt nhôm, phần thân rất là đẹp, chưa bị oxy hóa phần nhựa, phần bầu đi mọi người, hay bầu rất là trắng, cổ trên cổ dưới là ok các bạn nhé. Lồng trước thì là mạ chrome, cái phần mạ nó rất là đẹp, đẹp khoảng tầm 90%, logo là viền màu đỏ này, sáng đẹp các bạn nhé. Lồng sau thì là mạ nickel. Đây là nguyên bản lồng như thế các bạn nhé. Những dòng Toto thì một làm lồng trước lồng sau là mạ nickel hoặc lồng trước mạ chrome, tùy theo đời, tùy theo mã. Cái này sải cánh size 30, size này là cốt thép các bạn nhé, cực kỳ là bền. Những cái dòng mà tô dạng đế vuông kiểu này này đấy, thì là cái cốt của cánh là cốt thép. Đây mình quay cái cánh như là dạng này cho các bạn nhé. Đấy, cái nhân bên trong là cốt là cốt thép cả. Đấy, đây là dòng cánh những con tô kiểu này thì cái cánh nó như vậy, nó cực kỳ là bền các bạn nhé. Cánh rất là dày và lặn các bạn nhé. Ok, mình sẽ test luôn cho anh em. Thì tất cả các dòng sản phẩm quạt thì mình đều sẽ test thực tế và quay cho anh em chi tiết. Nhiều khi trong quá trình vận chuyển nó đến nơi nó có thể lồng liếc, nó phải vận chuyển nó va chạm hơi bóp mép một chút thì anh em thông cảm. Còn nếu nó bị gãy cánh gãy cổ thì anh em nên đồng kiểm với bên shipper các bạn nhé, để cho nó trực quan. Số 1 các bạn này. Dòng tô đặc thù các bạn nhé, dòng tô Toshiba thì cái sải cánh của nó là 30 nhưng mà là 4 cánh các bạn nhé, nó sẽ 4 cái lá này. Đấy, nên nó cho cái lượng gió rất là mạnh. Tô là dòng quạt cho lượng gió mạnh nhất trong dòng quạt hàng nhật bãi các bạn nhé. Số 1 này, số 3 này. Đấy, với lượng gió số 3 thì anh em yên tâm, anh em với khoảng cách em ngồi 4-5 mét vẫn có lượng gió các bạn nhé. Đấy, test mọi chức năng cho các bác luôn. Anh em cần sản phẩm alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264 các bạn nhé. Hệ thống hiện giờ phát ok. Các dòng quà thì bên mình có đầy đủ các thương hiệu Latina, Sanrio, Hitachi, Mitsubishi các bạn nhé. Đều chiều cao tầm từ 85 đến 90. Anh em cần sản phẩm alo cho mình. Tất cả các dòng quạt đến nhựa thì mình đã đều đổi nguồn bằng nguồn xuyến gắn trong các bạn, không nguồn tụ nên yên tâm sử dụng rất là bền vì không gây ảnh hưởng đến an toàn và đến chất lượng của củ quạt. Ok, xin chào các bạn ở những video sau.